Ok và hello chào các bạn, mình là Gà đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy hai cái vật phẩm ha. Vật phẩm thứ nhất có tên là Aladdin Paron và vật phẩm thứ hai có tên là Aladdin Tiara ha các bạn ha. Thì hai cái vật phẩm này để lấy được, các bạn hãy vào cái tựa game là Disaster Island và có thể chơi trên server VIP ha. Cho nên mình sẽ cung cấp server VIP cho các bạn. Link của server VIP mình sẽ để bên dưới phần mô tả ha. Thì đầu tiên để lấy được cái vật phẩm là Aladdin Paron ha, chúng ta hãy chờ đến cái màn có tên là Deep Sea Deep. Và ở trong cái màn này sẽ có một cái con bạch tuộc khổng lồ ha. Cái việc chúng ta chỉ là sống sót đến cuối cùng sau 1 phút mấy như 1 phút 30 giây ha. Sau khi sống sót 1 phút 30 giây trong cái bản đồ này thì chúng ta sẽ nhận được vật phẩm là Aladdin Paron ha. Và cái vật phẩm thứ hai có tên là Aladdin Tiara ha. Thì để lấy được vật phẩm này các bạn hãy chờ đến cái màn có tên là Forgotten Temple, một ngôi đền bị lãng quên ha. Thì hai cái màn này là hai cái màn event vừa cập nhật trong cái tựa game Disaster Island này luôn. Và nhiệm vụ của bạn là chúng ta khi vào màn này chúng ta chỉ cần tìm được một cái chìa khóa. Nó sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở trong cái map này ha, chúng ta cần đi tìm nó. Chạm vào nó là chúng ta có thể nhận được một cái chìa khóa rồi. Và trong màn này nó có một con cá mập ha các bạn ha. Các bạn cố né con cá mập nha, nếu không các bạn sẽ bị chết. Như bạn thấy mình vừa nhận được chìa khóa đúng không? Sau khi nhận được chìa khóa thì các bạn hãy reset lại để chúng ta quay trở về sảnh ha. Và các bạn nhớ góc trái màn hình của tựa game sẽ có một cái nút là Not Playing. Các bạn hãy bấm cho nó hiện chữ Not Playing ha, để chúng ta không bị vào chơi cái màn tiếp theo. Thì sau đó chúng ta hãy chạy đến cái ngôi đền nó nằm ở trên hòn đảo ha, trong cái sảnh đó các bạn. Như bạn thấy mình đang chạy đây. Ở trong ngôi đền này là một cái chặng obi ha, và cái vương miện Tiara nó sẽ nằm ở cuối đoạn đường obi đó. Việc của chúng ta chỉ cần bắt cua thôi các bạn, bắt cua vượt qua những thử thách và chúng ta chạm vào cái vương miện ở cuối đoạn đường ha. Các bạn lưu ý ha, chúng ta có thể chết, khi chúng ta chết thì nó sẽ reset lại cái lobby thôi, tức là cái sảnh. Thì chúng ta cứ việc chúng ta quay lại cái đền đó để chúng ta thực hiện obi ha. Rồi và sau khi thành công thì chúng ta sẽ nhận được cái vương miện là Aladdin Tiara thôi. Ok ha, và chúc các bạn thành công, đừng quên để lại một like cũng như là hãy nhấn đăng ký kênh để có thể cập nhật cái tin tức về event của tháng này ha các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.